Xin chào mọi người, hiện tại bây giờ là ở bên Nhật là 8 giờ, là ở bên Việt Nam là 6 giờ. Bây giờ hôm nay hai vợ chồng của cơ sẽ đi bắt đầu hành trình đi rước mẹ của cơ. Thì ngày mai 8 giờ sáng ở Nhật thì mẹ của cơ sẽ hạ cánh ở bên Nhật nha. Nên là bây giờ là 6 giờ thì bên mẹ cơ bắt đầu chuẩn bị lên ra sân bay rồi đó. Thì bây giờ hai vợ chồng cơ sẽ bắt đầu đi lên sân bay để ngày mai đón mẹ cơ. Nhưng mà là do cái nơi cơ ở và cái sân bay mẹ cơ xuống thì nó khoảng 6-7 tiếng lái xe gì đó. Nếu mà lái nhanh thì là 5 tiếng, mà lái từ từ thì 6-7 tiếng. Nên là nếu mà khuya đi thì Aki buồn ngủ không có lái được á mọi người. Nên là bây giờ tranh thủ hai đứa xe đi ban đêm, xong rồi lái được nửa đường, chừng nào buồn ngủ thì sẽ dừng lại ngủ, rồi bắt đầu sáng sẽ lái tiếp, kiểu như vậy. Nên là bây giờ là bắt đầu đi cuộc hành trình đi đón mẹ của cơ nha. Nên là mọi người cùng hóng xem cái video ngày hôm nay đón mẹ của cơ như thế nào và trái ơi như thế nào nha. Bây giờ video bây giờ là 11:13 thì vợ chồng cơ mới lái là chưa được 1/4 chặng đường. Hiện tại thì Aki là đang chuẩn bị chỗ ngủ cho cơ á mọi người. Thì sẽ hạ ghế xuống hết luôn. Xong rồi anh sẽ bơm cái tấm nệm lên để cho cơ ra, nếu mà buồn ngủ thì ra làm sao nằm ngủ nha mọi người. Còn anh thì sẽ lái xe thêm khoảng 1 tiếng mấy nữa, để kiểu như là được khoảng nửa đường á. Trời ơi làm cái gì không nói nè chứ vậy nè. Thì chiếc xe này cũng rất là tiện luôn, xả ghế ra là nó dư một cái giường vậy mọi người đó. Rồi nằm như vậy, nằm thì vẫn ngủ được bình thường, nhưng mà bây giờ ảnh mua thêm cái tấm nệm hơi á, là để cho dễ ngủ hơn á. Nên là một lát là anh sẽ bơm cái tấm nệm lên luôn, xong rồi có đem mền với lại gối nữa, gối cũng mền với gối cũng gối hơi luôn. Là một lát là cơ buồn ngủ thì cơ sẽ xuống dưới đó ngủ, còn ảnh lái khi nào mà ảnh buồn ngủ anh không lái được nữa thì ảnh sẽ xuống ngủ luôn. Rồi sáng mai dậy bắt đầu lái tiếp nha. Còn mẹ cơ thì bây giờ là đã nhận được thông tin là gửi hành lý xong hết rồi, đi tìm được cái cửa vô rồi, bây giờ chỉ cần đợi đúng giờ thì lên máy bay thôi. Thanh niên ổng bơm xong cái tấm nệm rồi mọi người đó, rồi ổng nằm ngủ luôn, rồi khỏi lái xe luôn. Đi tới thì gặp phải xe nào đó. Rồi cái bây giờ là nó thành một cái giường luôn mọi người thấy không, rất là tiện luôn. Đó, cần chi mà phải đi mướn khách sạn, em nói thì cái này ngủ còn ngon hơn nữa. Ông nói hồi trước là cái chiếc xe cũ của ảnh á, là cái miếng này bị chật á mọi người, còn bây giờ là chiếc xe này là vừa đủ luôn, rất là thoải mái. Đi canh gì hả? Hey, đi mời ta đi nắp ta đi sao? Ngon lành luôn. Đó, bây giờ là chừng nào mà cơ buồn ngủ thì cơ sẽ xuống dưới cơ nằm cơ ngủ luôn. Tại vì đang là chạy đường cao tốc á mọi người, buổi tối khuya không có xe, nó cũng không có loạn trạng nữa, với lại đường nó cũng rất là êm luôn, nên là xuống đó ngủ là coi như là ngủ luôn tới sáng á. Thì còn cái ảnh đang ôm là cái chăn mền nha mọi người, và cái gối. Ông trải cái mền ra đó mọi người. Ở nơi giờ ông vô ông ngủ luôn. Không lái nữa. Đó. Chỉ với lại là cái mền vậy mọi người, cái mình chui vô đó cái mình kéo mua tia lại. Đó. Xong. Rồi chưa mai mình té lưng nè. Ông ngủ luôn rồi đó. Đó, ông nó có cái gối nữa. Rồi. Rồi vô cửa. Đây, xin chào mọi người. Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? Nên chi. Ôi. Đây mọi người ơi, xin chào mọi người. Bây giờ là Aki lái xe. Bây giờ là 1 giờ khuya rồi nên là lái hết nổi rồi. Nên là hai vợ chồng em bắt đầu ngủ nha mọi người. Ngủ xong rồi sáng mai sẽ dậy rồi bắt đầu hành trình đi tiếp. Ôi gọi. Chưa gì hết. Chưa nói xong hết nữa là cái chiếc xe nó tắt đèn rồi. Đó, đó, rồi bây giờ vợ chồng em ngủ đi. Chúc mọi người ngủ ngon nha.
Có chim gì ta? Trời ơi, thanh niên xấu xí. Trời ơi, vẻ đẹp trai đâu rồi? Mới ngủ dậy. Bây giờ là 7 giờ. Bắt đầu vợ chồng mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tiếp một chặng đường nữa mới tới sân bay nha mọi người. Mà bây giờ ổng còn nướng. Kiểu như đuối á mọi người. Hay. Ngủ nữa rồi. Bây giờ cơ sẽ bắt đầu ăn sáng. Hôm tối hôm qua là đi gấp nên chuẩn bị khô với cơm nha. Còn Aki thì không có ăn cơm buổi sáng nên là Aki sẽ ăn bánh. Đây bánh của Aki. Bánh tiêu với lại hộp cà luộc đó. Còn bánh tiêu. còn cơ thì sẽ ăn cơm nha. Aki vẫn còn đang ngồi cuội ráp lại cái nệm á mọi người đó. Vô cơ nê tả. Bây giờ thì hai tụi mình đã tới sân bay rồi đó mọi người. Bây giờ sẽ tìm đường đi đi đón mẹ của cơ. Cơ cũng không biết là có tìm được đường không nữa. My God. Nè nè. My God. Bây giờ hai tụi mình đi lạc qua bên cái chỗ mà trong nước á mọi người. Bây giờ phải đi qua bên cái bên khu quốc tế mới được. Một cái đẹp tại chỗ luôn. Bây giờ tụi mình sẽ lên xe buýt và đi qua bên cái chỗ mà sân bay quốc tế cho mọi người. Một lát đi bộ về cái chỗ vô xe chắc mát luôn. Và bây giờ là mình thấy mình là hơi bị đau bụng, mới bụng dưới á, không biết là hôm nay có đi đẻ luôn không nữa. Mong là rước xong mẹ cơ rồi muốn đẻ gì đó đẻ chứ giờ nó đau bụng dưới mọi người. Nè thanh niên nè. Nè. Thanh niên nè ha. Dặn bao nhiêu lần rồi. Cây. Nè cây gai mà bắt đầu đi cô từ nay nè. Bây giờ tụi mình đã tới nơi. Hello mọi người. Bây giờ mình đang đứng ở cái cửa đón người ra. Là đón mẹ mình ra. Mẹ mình mới nhắn tin là mẹ mình test xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhắn mẹ mình. Mình rồi mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi về bãi đậu xe để đi về nhà nha. Sợ luôn mà đi không sợ. Thôi đi là một lần, một là bây giờ là một là ở hai là chừng nào có con gái về mới về chứ là không bao giờ đi một mình nữa. Sợ luôn. Một đời không bao giờ dám đi đâu nữa. Ngồi khóc hết nước mắt luôn. Vừa sợ con ở ngoài đau bụng đẻ. Ở trong thì không biết tiếng gì hết trơn luôn. Thôi, ai có muốn đi Nhật cá học tiếng Nhật rồi đi nha. Đi một lần là tôi khóc hết đôi mắt rồi. Thì nó giống nhưng mà kiểu như là nó trang trí khác. Cái nào mà mẹ thấy là nó hấp dẫn mẹ muốn ăn á. Ví dụ như cái này thì udon ít mà nó có cái này tôm chiên. Rồi cái này là thịt bò hay gì nè, thịt gà gì đó. Nó kiểu như là thấy cái nào hấp dẫn muốn ăn thử.
này hả? Ừ. Cái này nữa con. À. Bây giờ thì bắt đầu là ba mẹ con của mình sẽ đi ăn ăn trưa nha mọi người. Bây giờ là cũng gần 2 giờ chiều rồi đó. Rước mẹ mình ra hồi lúc 1 giờ. Thì bây giờ là chạy tới cái trạm dừng chân thì vô ăn trưa, tại vì hồi lúc ở sân bay dự định ăn ở sân bay mà đông quá đông, mà ở đây nó cũng đông nữa. Bây giờ là sẽ ngồi đợi để người ta báo có đồ ăn thì sẽ đi lấy đồ ăn nha. Hôm nay là mẹ mình chọn ăn udon để coi là ăn coi cảm giác ngon không nha, cảm nhận đầu tiên khi qua Nhật mà ăn món Nhật. Bây giờ là mẹ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Ăn thử coi cảm nhận như thế nào. Ngon. 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 đang ngoài trời mưa nó ăn đồ nóng là vô rồi. Có gì thì nó là phải ăn kia. Mà ăn vô là cứng cứng trong cây cái cứng. Vậy cái này giống như là cái tủ gì bên mình mà. Ở bên đây đa phần là cái nước bột cái chiên. Cái gì cũng nước bột cái chiên. Ở chí. Thôi ta. Thôi ta chiên. Câu vậy là bao nhiêu tiền? 150. Khỏe vậy. Ở đây mắc chứ ở dưới vùng quê thì nó rẻ hơn. Tại đây kiểu như là cái trạm dừng chân nhất. Con mẹ nếm thử bên này là cái nước sụn. Đúng là đây làm là khỏi có chấm khỏi gì vậy. Ở đây cho em đi ra. Nó kêu mẹ là nếm thử ai lúc làm vừa ăn khỏi chấm khỏi gì. Nếm thử cái này là mì đúng không? Cái này là mì bạch sa thêm hả? Cái này là có nước hạt tương. Không đâu, nước hạt tương có béo béo. Nào ngon, thấy nào ngon. Cái đó thì có chất béo. Đây mình ăn thử miếng trong chiên luôn. Cái đó thì ăn nó béo không em à. Cái này thì còn chiên với trứng à. Ăn chiên với trứng với thịt. Ngon. Ngon. Đó là đang đói rồi ngon quá. Đây hồi chiều không? Quý hồi ngày lắm. Hôm qua ngày kia ăn miếng, ngày hôm qua ăn miếng. Tối lên trên máy bay để mâm vậy nè. Miếng nhìn thấy cũng hấp dẫn. Mà kiểu như đi rồi cái gầu, cái không dám ăn. Giờ tới nơi rồi ăn cho ngon. Đó vậy là ngon. Tim vừa ăn luôn rồi đó, bởi vì đâu có để luôn chắc. Bò phải không? Bò. Bò. Nắm đây tận tết.
Út cái gì vậy? Thằng thằng vô. Quá tàu. Không ăn bởi vì đi chi hết rồi. Ghê. Giờ là 7 giờ rưỡi tối thì gia đình của mình đã về tới nhà. Đây. Đuối luôn, đi đúng một ngày một đêm luôn á. Đi đúng một ngày một đêm luôn.